Em xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục hôm nay em lại về thêm được một cái máy bóp chân nhá. Cái máy bóp chân của hãng Momiger DX nhá. Đấy. Thì đây em đang thử nghiệm đây. Đấy. Đây là nó có hai phần, một là phần rung nhá. Đây, vị nhìn này, đó. Đây. Chỗ này nhá. À. Đó. Ở đây là nó rung các quả rung này. Đó. Đó, rung này. Đó. Đó. Đó, rung rầm rầm này. Đó. Thế là về chế độ rung nhá. Đó. Đó. Đó, đây là phần rung này. Còn trên dưới này sẽ là cái phần gì? Đó, bóp. Tức là con này nó có siêu đẳng hơn là có phần rung và phần bóp nhá. Đó. Đấy. Đấy, bóp vừa tốc độ vừa bóp tốc độ nhanh hơn tí này. Đó. Đó. Đấy, ai mà bị ê ẩm bàn chân này hoặc bắp chân nhá. Bắp chân thì mình vẫn đặt ngang xuống. Còn bàn chân mình đặt thẳng vào nhá. Đấy. Thì dùng thì thôi rồi luôn. Đó. Đây ví dụ nhá. Đây ví dụ bàn chân mình đặt đây này. Đấy. 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 Úi giời, đấy nó rung cho sướng luôn. Úi giời. Úi giời. À. Úi, vừa bóp vừa ấy, sướng. Ví dụ quý vị mà làm việc cả ngày thì toàn đứng chẳng hạn thì về chắc chắn là phải bóp nhầy rồi, bởi vì không có thì mạch máu nó không lưu thông nhá quý vị nhá. Mạch máu nó không lưu thông. Đấy. Đây. Đấy, dưới có bi để con rung để nó rung, sau đó trên lại bóp. Đó, lưu thông mạch máu sướng quá. Vâng, đó. Chứ bây giờ không thể nào mà ngồi đấy, ví dụ chẳng hạn như em bóp cái kia rồi nhá thì em lại thích để bóp được cả chân này để cho nó đều nhá. Đấy, sướng chưa? Đó. Đấy. Bóp lên chân này cho nó đều luôn nhá. Đó. Thì ở đây nhá. Thì những cái dòng này thì là nó sẽ hoàn toàn thay thế tay, bởi vì sao? Tay của vị chỉ bóp được chỉ 1-2 phút thôi, không thể bóp được 15 phút, 30 phút được, em khẳng định luôn. Bởi vì chẳng hạn như chân tay của em bị tắc rất là nhiều và nó bị tê cứng rất là nhiều, và em vẫn thường xuyên phải dùng các máy như thế này để bóp, chứ không thể nào ấy. Ra ngoài kia người ta bóp cho cái vị chỉ 15 phút thôi chứ không thể nào nhiều được. Mai lại bị như thế, nhưng riêng bóp cái này quý vị bóp thích nửa tiếng mới thích, chưa đã mình lại bóp thêm. Đó. Đấy. Nó khác hoàn toàn với cả đi bóp màu đi bóp kia đắt lắm nha, mỗi lần đi bóp 400-500 nghìn. Đấy. Mà cái máy này thì của nó thì nó chỉ đáng giá của nó là chỉ đáng giá hơn một buổi bóp thôi nhá quý vị nhá. Hơn một buổi bóp thôi. Đấy, con máy này đây cái kích thước của nó rất là ấy nhá quý vị, em nhìn cái bàn này kích thước của nó rất là to, bê rất là nặng khủng luôn. Đó. Con này thì em bán với giá của nó là bình thường như là trước toàn bán với giá là 1,5 triệu quý vị nhé. Lần trước cách đây khoảng mấy tháng toàn bán 1,5 triệu thôi, nhưng bây giờ đô yên Nhật của nó đang giảm và tiền vận chuyển nó cũng giảm xuống một chút xíu. Đấy. Thì con này em bán giá của nó là cho quý vị giá cực rẻ nhé, là 950.000. Đấy. 950.000 cực rẻ luôn nhé. Quý vị không thể tìm đâu được một con máy như này ở trên toàn quốc luôn, em khẳng định. Với giá như này luôn. Đấy, không bao giờ luôn, bởi vì sao? Giá Nhật của bên em đã cao rồi nhé. Em vừa có khách vào lấy đồ hơi muộn một tí. Đấy. Con này thì bình thường của nó là đấy, trước em bán toàn 1,5 triệu thế nhá. Không rẻ đâu, còn thị trường bán con này quý vị biết rồi đấy. Không có giá đấy đâu. Đấy, tuy nhiên là bây giờ là yên Nhật thì nó cũng xuống, và nói chung là hàng hóa thì dạo này thì em cũng muốn là thanh lý để cho nó kho khiệt các thứ cho nó rộng đi ấy. Đấy thì nhà em bán toàn đồ âm thanh này. Đấy, toàn đồ âm thanh này. Đó. Cho nên là em muốn cho rộng đi để em còn để đồ âm thanh nhé. Đấy thì con này em bán là 950 nha quý vị nhé. Đấy, 950. Và em khẳng định luôn là quý vị không thể tìm ở chỗ nào mà có được cái mức giá mà lại tốt như này nhá. Đây. Đó. Đây. Đây hàng đây. Đó. Đó. Rồi ok nhá. Đấy. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhá.
Đấy, về xoa bóp cho sướng, không vì vài trăm nghìn mà mình lại tiếc, xong rồi đến lúc để cho cơ thể nó mệt mỏi. Em nói khẳng định luôn quý vị nhé, chân của quý vị nó đang bị mỏi mệt mà bóp cái này thì em khẳng định quý vị là sướng luôn, lo hết. Bởi vì sao? Quý vị có nhờ, ví dụ chẳng hạn quý vị là nam giới, quý vị có nhờ vợ thì cũng nhớ nhờ được một hai buổi, ba bốn buổi, không thể nhờ mãi được, kể cả vợ chồng. Mọi người còn có công ăn việc làm, mọi người còn có thời gian để làm việc này việc kia, chứ không thể bóp cho quý vị cả ngày được. Hoặc có thể bóp thì chỉ bóp 10 15 phút thôi, không thể gọi là dành cả buổi để bóp cho quý vị được, ngày nào cũng thế. Đấy. Quý vị nên sử dụng những dòng này, đấy, em khẳng định luôn, và em đã bán cho rất nhiều người những cái dòng như này rồi. Đấy. Ok nhé, quý vị nào lấy thì alo cho em nhé, em xin đọc lại nhé, số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Cái này sử dụng điện 100V nhé quý vị nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.